Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết thay đổi, mưa nắng bất chợt làm mọi người có thể bị các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ho kéo dài. Đó là các triệu chứng cơ bản của bệnh đường hô hấp, mà chủ yếu là viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó chủ yếu là do cơ địa của mỗi người và môi trường. Trong chương trình Sức khỏe và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin về bệnh đường hô hấp và cách phòng ngừa bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, sự ô nhiễm môi trường khí thải, bụi bẩn đã dẫn đến tỷ lệ người bị nhiễm một số bệnh về đường hô hấp ngày càng nhiều. Bệnh đường hô hấp đa phần là những bệnh có mức độ trung bình, nhưng có thể nặng thêm lên ở những đối tượng dễ mẫn cảm, có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng. Trung bình, người trưởng thành có thể bị viêm đường hô hấp trên khoảng 2-4 lần mỗi năm, và con số này còn cao hơn rất nhiều đối với trẻ em. Tùy theo từng lứa tuổi và cơ địa của mỗi người và tác nhân gây bệnh mà bệnh có biểu hiện và mức độ khác nhau. Theo tôi, bệnh đường hô hấp là sẽ ảnh hưởng đến những cái bệnh như là viêm phổi, viêm phế quản. Bệnh hô hấp trên chẳng hạn như ho, sổ mũi làm cho tôi hắt hơi. Mỗi lần mà bị bệnh như vậy thì tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, kém tập trung trong suy nghĩ của mình và cảm giác mệt mỏi, không làm được việc gì khác, kể cả những công việc hàng ngày của mình. Theo tôi thì giờ nếu mà một người bệnh đường hô hấp á, thì nó sẽ có những dấu hiệu như là ho, sổ mũi, hắt hơi với lại nhức đầu và hơi bị khó thở. Bệnh về đường hô hấp thì nó ảnh hưởng đến công việc, còn là giao tiếp của tôi cũng chẳng hạn như là khi tôi sinh hoạt với mọi người thì tôi phải đeo khẩu trang để ngăn cản những cái tình trạng như là ho, hắt hơi, sổ mũi. Rồi những lúc tôi làm việc thì tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau thì ảnh hưởng đến sức khỏe, giống như tôi cảm thấy hơi mệt, nhức đầu. Khi nó đến bệnh lý đường hô hấp á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ hình dung ra được. Đó là cái vùng mà gọi là cái vùng chúng ta mang cái hơi thở hay là không khí vào trong cơ thể của chúng ta. Và vùng hô hấp này cũng được chia ra làm hai khu vực khác nhau. Đó là vùng hô hấp trên và vùng hô hấp dưới. Và bệnh lý vùng đường hô hấp á, thì chúng ta cũng đừng quên. Đầu tiên đó là vùng đường hô hấp trên có thể là tình trạng viêm họng nè, viêm mũi nè và viêm xoang, thì tất cả những cái vùng này đều là cái vùng đường hô hấp. Chúng ta đừng nghĩ đây là cái vùng tai mũi họng không. Và cái vùng mà gọi là tiếp giáp giữa hai vùng này đó chính là cái thanh quản của chúng ta. Thì bệnh lý tại thanh quản có thể gây ra tình trạng khàn tiếng chẳng hạn, thì nó cũng là một dạng bệnh lý tại đường hô hấp. Và bệnh lý cái vùng thanh quản này cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như cái thanh quản của chúng ta bị khích lại mà không có mở ra được đó, thì chúng ta có thể bị nghẹt thở và chúng ta đương nhiên là không thở được rồi. Và kế đến là những cái vùng thấp hơn như là vùng khí quản rồi tới đến vùng phế quản và vùng nhu mô phổi. Và sẽ có những cái dạng bệnh lý như là cái bệnh lý mà nghe cái tên rất là quen, đó là tình trạng gọi là viêm phổi chẳng hạn. Mà viêm phổi là một cái tình trạng cấp cứu nội khoa rồi, bởi vì nó có thể gây suy hô hấp và nguy hiểm tính mạng cho người bệnh. Rồi những cái dạng bệnh lý khác như là tình trạng bị lao phổi ở tổn thương tại vùng nhu mô, hoặc là những cái trạng thái cái phế quản của chúng ta bị viêm, gọi là viêm phế quản, có thể là vừa viêm phế quản mà vừa phổi, gọi là viêm phế quản phổi. Và nếu như cái tình trạng viêm này kèm theo co thắt phế quản nữa thì lúc này là viêm phế quản dạng hen. Những người mà hút thuốc lá nhiều lâu năm thì lúc này người bệnh sẽ có một cái trạng thái bệnh lý gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và không dừng tại đó, bệnh lý tại đường hô hấp cũng còn có những cái dạng khác nhau nữa, có thể là do dị ứng theo mùa chẳng hạn, thì lúc này người bệnh sẽ có một trạng thái bệnh lý gọi là viêm đường hô hấp dị ứng. Rồi những cái căn bệnh mà gọi là từ nhỏ sinh ra đã có rồi, như là bị hen phế quản chẳng hạn. Rồi nếu như bị nhiễm trùng đường phế quản không được điều trị tốt tận nơi thì lúc này sẽ gây ra một cái tình trạng viêm phế quản mãn tính. Có nghĩa là mỗi một năm cho đến một đúng một cái giai đoạn chu kỳ đó thì người bệnh bị ho rồi khạc đàm rất là nhiều. Và những cái căn bệnh mà gọi là thuộc cái tên bệnh đường hô hấp á, thì chúng ta không thể nào kể đến những cái bệnh lý tại màng phổi. Bệnh lý ở vùng màng phổi có thể là do tình trạng viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi và tràn khí màng phổi. Thì tất cả những cái dạng bệnh lý tại đường hô hấp này
thì hầu hết nếu như đường hô hấp dưới, chúng ta nhớ, nếu như bệnh lý đường hô hấp dưới thì hầu hết có thể nguy hiểm cho tính mạng. Có nghĩa là người bệnh có thể rơi vào trạng thái trong y học gọi là suy hô hấp cấp và có thể tử vong. Những thay đổi của thời tiết rất dễ khiến cả người lớn lẫn trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp. Trong đó, bệnh viêm đường hô hấp trên là phổ biến hơn cả. Theo các nghiên cứu khoa học, trẻ em có nguy cơ mắc bệnh này nhiều hơn người lớn. Hệ thống hô hấp của trẻ em rất nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Các tác nhân như vi trùng, siêu vi trùng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ quan hô hấp trẻ em qua mũi, miệng, da. Khi bị các bệnh về đường hô hấp, chúng ta nên xử trí như thế nào để nhanh khỏi nhất và ít mắc lại? Đó là điều quan tâm của mọi người. Khi nói đến bệnh đường hô hấp thì làm sao mà chúng ta biết được rằng là một người có bệnh đường hô hấp? Thì chúng ta biết rồi, nghe nói đến một người có bệnh lý đường hô hấp thì đầu tiên là nghe một người ho ho thì chúng ta nghĩ là chắc người này bị bệnh đường hô hấp rồi. Thì điều này rất là chính xác, rất là đúng. Rồi khi nói đến bệnh lý đường hô hấp á, thì biểu hiện là gì nữa? Thì biểu hiện là một người chúng ta biết là đường hô hấp là giúp cho chúng ta mang cái oxy vào trong máu của chúng ta. Không có oxy thì chúng ta sẽ mệt rồi. Thì người bệnh than mệt quá hoặc là than khó thở. Và lúc này nếu như một người đã bị khó thở rồi đó, thì chúng ta cần phải lưu ý đến một số cái tính chất của khó thở. Chẳng hạn như là khó thở khi nào, ngồi nghỉ cũng khó thở, hay là làm việc nặng mới khó thở, và khó thở là khi mà hít vào thì thấy khó, hay là khi thở ra mới thấy khó. Thì những cái đặc tính khó thở này sẽ giúp cho người thầy thuốc chẩn đoán được rằng là người bệnh đang bị bệnh đường hô hấp thuộc cái dạng nào. Có thể là bệnh đường hô hấp trên hay đường hô hấp dưới, có thể là do tình trạng tắc nghẽn như là hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn. Và bên cạnh cái tình trạng khó thở ra thì chúng ta biết phổi là nằm trong lồng ngực. Do đó người bệnh có thể có một cái triệu chứng nữa, đó chính là đau ngực. Và đau ngực do bệnh lý đường hô hấp thì cũng khá khác so với cái tình trạng đau ngực do tim. Tim và phổi thì hai cơ quan gần nhau, nhưng mà đau ngực do đường hô hấp có thể có những cái đặc tính như là đau khi thở mạnh, đau tăng lên khi mà hít thở sâu. Thì đó là những cái đặc điểm của tình trạng đau ngực mà do đường hô hấp. Và ngoài ra đó thì người bệnh cũng có những cái triệu chứng mà gọi là cái triệu chứng đi kèm chung với cái đường hô hấp. Chẳng hạn như là khi bị viêm phổi hay là lao phổi thì người bệnh có thể có bị tình trạng sốt hay là nóng lạnh. Rồi nếu như cái tình trạng bị lao phổi là những cái tình trạng nhiễm trùng ở đường phổi mãn tính thì người bệnh có thể suy kiệt, thiếu máu và sụt cân. Thì đó là những cái biểu hiện không những là tại đường hô hấp mà có thể những cái biểu hiện ngoài đường hô hấp nhưng vẫn là những cái triệu chứng của bệnh lý tại đường hô hấp. Có nhiều yếu tố gây nên bệnh đường hô hấp, đặc biệt là sự kết hợp giữa yếu tố cơ địa và yếu tố môi trường. Bệnh thường xuất hiện sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp do virus hoặc vi khuẩn, khi thời tiết thay đổi đột ngột, những đợt chuyển mùa hay do hít phải bụi, hơi khói của bếp than, lồng súc vật, phấn hoa, vân vân. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh đường hô hấp dễ tiến triển, gây một số biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Khi phát hiện các dấu hiệu đầu tiên của bệnh, người bệnh cần được kiểm tra tại các cơ sở y tế để được khám và điều trị sớm, tránh các biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị. Một người khi có những cái biểu hiện hay là những cái triệu chứng của đường hô hấp không có điều trị, có nghĩa là chủ quan, thì lúc này sẽ có khá nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là tình trạng bị lao phổi hay là tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mà không có điều trị, và thậm chí là những người bị đau ngực do tình trạng viêm phổi chẳng hạn không có điều trị thì sẽ dẫn đến cái hậu quả. Nếu như cái hậu quả mà kéo dài thì trong y học gọi là suy hô hấp mãn tính. Và nếu như cái tình trạng bệnh lý mang tính chất cấp tính thì lúc này sẽ suy hô hấp cấp tính. Và suy hô hấp cấp tính là một trong những cấp cứu nội khoa. Tại sao? Bởi vì người bệnh có thể tử vong do tình trạng suy hô hấp cấp tính. Tất cả những cái yếu tố này, những cái nguyên nhân này thì chúng ta cũng cần chú ý rằng là do đó một người có những cái biểu hiện tại đường hô hấp thì cần phải đến gặp thầy thuốc sớm để tránh những cái biến chứng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi nói đến phòng bệnh đường hô hấp á, thì chúng ta chú ý một số điểm như sau. Đầu tiên là chúng ta cố gắng giữ cái môi trường chúng ta sống được sạch sẽ, có nghĩa là thường xuyên vệ sinh nhà cửa mình
tránh cái tình trạng gọi là ẩm mốc có thể gây ra những cái gọi là vi sinh vật hay ký sinh trùng có thể hít vào phổi của chúng ta và gây ra cái nguyên nhân gây dị ứng. Và đương nhiên rồi, thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân gây bệnh lý tại đường hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là ung thư phổi. Và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là trên gói thuốc thì bao giờ cũng có dùng chữ là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng mà hút thì vẫn hút. Và bên cạnh những cái gọi là cái yếu tố mà giúp cho chúng ta phòng ngừa được bệnh đường hô hấp á, thì chúng ta cần phải chủ động phòng ngừa cho mình và cho người thân của mình. Có nghĩa là một trong gia đình có một người đã có tình trạng nhiễm cái siêu vi trùng, có nghĩa là cảm cúm tại đường hô hấp, thường xuyên ho, hắt hơi, nhỉ mũi, thì cái người bệnh phải mang khẩu trang và người nhà cũng phải mang khẩu trang. Và cái khẩu trang đơn thuần, có nghĩa là khẩu trang có thể là khẩu trang 2 lớp hay là khẩu trang 3 lớp, khẩu trang y học bình thường được rồi, chúng ta cũng không cần phải tốn kém để mua những cái dạng khẩu trang đắt tiền. Thì mang khẩu trang cũng là một trong những cái cách giúp cho chúng ta phòng ngừa được cái bệnh lý đường hô hấp. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần nhớ tránh những cái thói quen gây hại cho sức khỏe, như là thức khuya, dậy sớm, ăn uống không điều độ. Tại sao? Bởi vì đây là những cái người mà gọi là làm việc quá sức, chúng ta gọi là lao lực, thì là một trong những cái nền tảng có thể gây ra cái tình trạng lao phổi. Và tất cả những cái yếu tố này đó thì chúng ta, nếu như chúng ta phòng ngừa, chúng ta chú ý thì có thể giúp cho đường thở của chúng ta tốt hơn. Và đương nhiên rồi, những cái không khí trong lành, nếu có điều kiện thì chúng ta cũng cố gắng tìm đến những cái khung cảnh gọi là đồng quê, chúng ta có thể không khí được trong lành và chúng ta tránh đi cái khói bụi ở nơi đô thị chẳng hạn, vào những dịp nghỉ cuối tuần thì vừa thư giãn đầu óc và vừa giúp cho đường hô hấp của chúng ta được cải thiện tốt hơn. Và một trong những cái yếu tố khác nữa mà chúng ta cần phải chú ý, đó chính là những cái vấn đề liên quan đến cái căn bệnh gọi là ung thư. Thì chúng ta cố gắng tránh sử dụng những các cái chất có tính chất gọi là gây độc cho cơ thể của chúng ta, bởi vì có khá nhiều chất độc trong các cái chất bảo quản thức ăn nè, rồi những cái dạng thuốc trừ sâu, rồi chất chống mốc, thì tất cả những cái dạng chất độc đó có thể gây độc hại cho cơ thể của chúng ta và không loại trừ gây ra cái bệnh lý ung thư phổi. Và tất cả những cái yếu tố này, tất cả những cái lời căn dặn của tôi, nếu như quý khán giả có lưu ý thì chúng ta cũng có thể giúp cho chúng ta phần nào phòng ngừa được những bệnh lý tại đường hô hấp. Để phòng bệnh đường hô hấp, chúng ta nên lưu ý chế độ dinh dưỡng cho bản thân và gia đình của mình. Sức khỏe tốt là có sức đề kháng tốt, sẽ tăng sự ngăn chặn được nhiều loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Muốn vậy, cần ăn uống đủ chất, đủ lượng, tăng cường bổ sung vitamin C, tăng cường sức khỏe. Nhà ở cần thoáng mát sạch sẽ, tránh ẩm ướt để hạn chế nấm mốc phát triển. Hạn chế đến mức tối đa hít phải khói thuốc lá, thuốc lào. Tránh hoặc hạn chế tiếp xúc với bụi. Khi ra ngoài đường, mọi người cần đeo khẩu trang, nhất là với trẻ em. Những lúc giao mùa, thời tiết thay đổi từ nóng sang lạnh, cần giữ ấm cơ thể, nhất là vùng cổ, mũi. Khi thấy các dấu hiệu của bệnh đường hô hấp, nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, không nên tự mua thuốc để điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, với những thông tin mà chương trình Sức khỏe và Cuộc sống cung cấp, quý vị và các bạn có thêm những thông tin bổ ích giúp phòng bệnh đường hô hấp. Chương trình Sức khỏe và Cuộc sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào, tạm biệt.